chào mừng anh em đã quay lại với kênh YouTube của Tài nha. Thì ngày hôm nay nhân dịp showroom của Tài vừa về thêm một số dòng xe mới của BMW Motorrad và thêm một số màu mới nữa. Thì cách đây tầm khoảng 4 tháng thì Tài đã có làm một cái video chia sẻ cho anh em cũng như là báo giá đến anh em tất cả các dòng xe của BMW. Và hiện tại thì sau 4 tháng thì BMW Motorrad Việt Nam đã có mức điều chỉnh về giá bán cũng như là tăng thêm cái mức ưu đãi dành cho từng mẫu xe riêng biệt. Và hiện tại thì showroom BMW Motorrad Bình Dương đang trưng bày cũng khá là nhiều dòng xe và gần như là đầy đủ hết tất cả các lineup của BMW Motorrad Việt Nam đang phân phối. Và nhân dịp này thì Tài sẽ gửi đến anh em một cái video báo giá và giúp cho anh em có thể là đang còn phân vân chưa biết lựa chọn mẫu xe nào, cũng như là đang còn phân vân là cái mức giá nó đang còn quá là cao so với cái tài chính của mình. Thì hiện tại bây giờ là mức giá đã được điều chỉnh thì Tài sẽ chia sẻ đến anh em trong cái video này nhé. Ok, let's go. Rồi, đầu tiên là mẫu tay ga BMW C400 GT. Đây là mẫu xe Maxi Scooter của nhà BMW Motorrad. Thì ngay phía sau tại đây đang là mẫu xe với phiên bản Calito Ray Metallic với một cái màu xám khá là đẹp luôn anh em. Thì mẫu xe này hiện tại thì đang có mức giá vẫn giữ như cũ là 329 triệu đồng dành cho 3 phiên bản là màu trắng, màu đen và màu xám. Thì tại sao lại có mức giá nó sẽ chưa được điều chỉnh như vậy? Thì hiện tại là mẫu xe C400 GT đang còn số lượng là rất ít hàng nha anh em. Thì nếu như mà anh em nào đang quan tâm thì có thể liên hệ cho Tài để có thể là nhận được những cái ưu đãi tốt nhất từ showroom BMW Motorrad Bình Dương, cũng như là lựa chọn được những cái màu sắc mà mình ưng ý nha. Đó, thì đây Tài sẽ quay sơ bộ cho anh em xem về cái mẫu xe C400 GT. Mẫu xe này thì có thể dùng để đi làm hàng ngày nè, hoặc có thể là anh em cuối tuần anh em đi tour xa cùng với gia đình hoặc là bạn bè khá là ok luôn anh em. Đó, đây cái phần đầu xe nè, phần đèn định vị phía trước khá là to bản, nhìn tựa như cái xe hơi của BMW luôn anh em. Đó, rồi ok. Phía sau lưng tại đây đang là hai mẫu xe BMW F900R. Hiện tại á, như khoảng 4 tháng trước á, thì mẫu F900R này đang có mức giá là lanh quanh khoảng hơn 400 triệu một xíu. Nếu mà đăng ký luôn á, là khoảng gần 500. Thì hiện tại bây giờ F900R đang có mức giá chỉ còn 399 triệu thôi anh em, giảm tận 60 triệu. Đó, thì bây giờ ta thấy là cái mức giá của F900R khá là tốt luôn rồi anh em ơi. Hai màu luôn, màu xanh trắng là Racing Blue và màu xanh phía sau là Blue Tone Metallic. Đó, hai màu này thì khá là đẹp luôn. Nhưng mà đối với cái phiên bản Racing Blue á, thì nó sẽ có thêm cái phần mỏ cài ở phía bên dưới đó nha anh em. Đó, 399 triệu cho một mẫu Naked Bike của nhà BMW Motorrad, khá là đẹp luôn. Bây giờ tôi nghĩ là cái mẫu xe này nó mức giá nó quay về khoảng 300 một xíu là anh em dễ chơi lắm rồi. Nếu mà đăng ký luôn biển số Sài Gòn thì tài phỏng phỏng nó sẽ khoảng tầm 43-44 gì đó anh em. Đó, rồi thì nếu như anh em nào có nhu cầu về mẫu xe này từ trước đó nhưng mà vẫn còn ngại về giá bán thì hiện tại bây giờ mức giá bán rất là tốt nha anh em. Đó, thì có thể liên hệ cho Tài để có thể là rước em nó về nhà sớm nhất. Rồi, bây giờ đang ở Naked Bike thì Tài sẽ chuyển qua dòng S1000R luôn. Dòng này vẫn có ưu đãi về giá thêm cho anh em luôn nha anh em. Đó, ở đây thì Tài đang có một cái xe màu Tractor Metallic, một cái màu đen kim loại rất là đẹp luôn. Thì hiện tại là cái dòng S1000R sẽ giảm từ 40 tới 50 triệu đối với phiên bản Racing Red là màu đỏ. Đây Tài có một cái xe màu đỏ ở phía bên đó. Đây Tài quay cho anh em xem sơ bộ thêm.
Thì đối với phiên bản Racing Red này á, ngày trước nó là 649, nhưng mà bây giờ nó chỉ còn 609 thôi nè. Giá quá tốt luôn. Chỉ có phiên bản M á thì giảm được 50, còn những phiên bản Ray giống như vậy á sẽ giảm 40. Kế phiên bản Racing Red này á là sẽ là phiên bản Hockenheim. Thì Hockenheim đang có mức giá là 619 triệu nha anh em, với một cái màu xám xi măng rất là đẹp. Đây tài quay sơ cho anh em coi về cái dòng xe S1000R. Bây giờ giá khá là tốt luôn rồi. Coi như tầm khoảng 450 á là nó sẽ xem với lại cái phần phí đăng ký cho anh em của chiếc xe này luôn. Thì coi như anh em mua chỉ cần mua sát xe thôi, thì cái phần tiền còn lại thì coi như là đã đăng ký xe rồi. Đây, kế tiếp là hai phiên bản cao hơn một xíu là phiên bản Blackstone Metallic này, với lại một cái màu Blue Tone này luôn, một cái màu xanh giống như vậy, nhưng mà đưa qua cái con S1000R. Thì ngày trước nó là 679, bây giờ nó chỉ còn có 639 thôi anh em, cho hai phiên bản đó. Còn phiên bản M á là giá ngày trước là 739, bây giờ chỉ còn 689 thôi, giảm thêm 50 triệu. Và một mẫu xe tay ga nữa, nhưng mà thuộc dạng là thuần điện của BMW Motorrad. Đây, BMW CE04. Hiện tại thì cái mẫu CE04 này á, khi mà nhập về Việt Nam thì số lượng cũng rất là có hạn luôn nha anh em. Và bây giờ thì hiện tại bên showroom của Tài thì đang còn một cái xe là số khung 2021, thì vẫn đang được ưu đãi về giá từ phía công ty, là ưu đãi thêm 28 triệu nữa dành cho cái mẫu xe CE04 này. Thì hiện tại á, là mức giá của em nó đang là 521 triệu. Đó, mức giá là mức giá sao giảm rồi nha anh em. Xe khá là đẹp, khá là ngầu luôn. Nếu mà ai mà sở hữu dòng xe này thì Tài nghĩ là coi như là độc nhất vô nhị rồi. Tại vì ở một tỉnh thì không thể nào có tầm khoảng từ 2 tới 3 xe mà giống nhau được hết. Đó, cái mức tăng tốc của xe này á, thì nó sẽ khoảng 2.6 giây là từ 0 lên 50 km, và tầm khoảng hơn 6 giây là lên tốc độ 100 km/h nha anh em, rất là mạnh luôn. Rồi, và đến với những cái dòng xe Adventure đi, thì bây giờ GS và GSA thì hiện tại là bên công ty Tài đã bán hết cái lô xe 2022 được ưu đãi rồi. Thì bây giờ GS và GSA thì Tài còn 2023 thì nó sẽ quay về mức giá cũ. Đối với GS thì phiên bản Triple Black đang có mức giá là 649 triệu. Phiên bản Trophy sẽ có mức giá là 659 triệu. Và phiên bản Rally đang có phía sau Tài đây là 679 triệu nha anh em. Đó. Rồi, kế tiếp là phiên bản dòng xe GSA. Thì phía sau lưng Tài đang là dòng xe đang là phiên bản Trophy. Và đây Tài sẽ có thêm một cái phiên bản Triple Black nữa nha anh em. Thì đối với phiên bản Triple Black á, thì đang có mức giá là 719 triệu. Và phiên bản Trophy kèm theo phiên bản Rally đang có mức giá giống nhau là 729 triệu nha anh em. Đó, thì nếu như nào anh em đang có nhu cầu á, thì có thể liên hệ cho Tài. Tại vì hiện tại là cái dòng xe GS cũng như là GSA thì đang rất là hot. Rồi, qua cái mẫu xe cổ điển một chút xíu đi anh em. Phía sau lưng Tài đang là BMW R18 phiên bản Bay. Thì hiện tại á, là R18 đang được trợ giá và ưu đãi rất nhiều từ phía công ty. Nhưng ngày trước á, cái xe R18 bản Bay này á, đang là mức giá 829 triệu. Nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ còn có 769 triệu thôi anh em. Đó, mức giá rất là tốt luôn rồi. Với hai màu sắc là màu Blackstone Metallic này, với lại màu Manhattan Metallic. Đó, vẫn là 769 triệu luôn. Rồi, phía sau lưng Tài đây đang là mẫu xe BMW R18 phiên bản Classic. Như ngày trước á, là mức giá sẽ là 959 triệu, nhưng mà bây giờ chỉ còn có 879 triệu thôi anh em. Giảm hình như là 80 triệu, còn cái phiên bản Bay là giảm 60 triệu nha anh em. Đó. Rồi, cao cấp hơn một xíu thì chúng ta sẽ có phiên bản Badger. Badger này cũng đang được trợ giá khá là tốt luôn nè.
Như hồi lúc tháng trước á, là mức giá là 1 tỷ 139 triệu, nhưng mà bây giờ chỉ còn có 1 tỷ 049 triệu thôi anh em, giảm 90 triệu. Và đối với phiên bản cao hơn một xíu là Transcontinental thì đang có mức giá cao hơn khoảng 200 triệu, là 1 tỷ 249 triệu sau ưu đãi nha anh em. Đó. Rồi, ok. Qua bên cái góc bên đây đi, thì tài sẽ giới thiệu cho anh em thêm cái mẫu R90 nữa. R90 thì hiện tại phiên bản Classic đang khá là hiếm hàng, và tầm khoảng cuối tháng 5 này hoặc là đầu tháng 6 thì xe nó sẽ về Việt Nam lại. Thì bây giờ hiện tại thì ở Việt Nam chỉ còn có phiên bản Strangler thôi anh em. Đó. Đối với phiên bản Strangler thì hiện tại bây giờ tài còn là khoảng hình như là từ 1 tới 2 chiếc thôi, chứ không không còn nhiều đâu. Thì 1 tới 2 chiếc đó là chiếc gì? Là số khung 2022 nha anh em. Thì đang được ưu đãi khá là tốt, lên tới 50 triệu đồng. Và bây giờ nó chỉ còn có 559 triệu thôi anh em. Ngày trước là 609 lần đó. Thì đối với phiên bản 2023 thì giá nó sẽ khoảng là 629 triệu. Rồi, đã nhắc tới F900R được ưu đãi khá là nhiều rồi, thì chúng ta sẽ cùng nhau nhắc thêm về cái mẫu F900XR nữa anh em. Đó. F900XR này vẫn sẽ được ưu đãi từ phía công ty luôn là 50 triệu. Đó, từ 589 triệu xuống còn 539 triệu thôi anh em. Bây giờ tài nghĩ cái khoảng cách giữa cái con F900XR và cái con GS thì nó cũng khá là xa rồi, nên anh em sẽ không có quan tâm quá về cái mức giá đâu. Thì ví dụ như anh em nào thích cái dòng Sport Touring á, thì có thể lựa chọn cái mẫu F900XR này. Còn anh em nào mà đam mê dòng xe adventure, có thể đi đa địa hình á, thì có thể chọn GS, hoặc là cao cấp hơn thì chọn GSA. Đó. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi đến thêm một cái siêu phẩm Sport Touring nữa. Anh em có thể đoán được là dòng xe gì không? Đây. Cho anh em xem khủng long R1250RT. Thì hiện tại bây giờ ở trong kho thì còn khoảng chắc chưa tới 5 xe đâu anh em. Số khung 2022 được ưu đãi giá lên đến 90 triệu đồng. Bây giờ hiện tại là từ 1069, bây giờ chỉ còn ở 979 triệu thôi anh em. Đó. Một mẫu xe Sport Touring. Xe này ở bên châu Âu là được cảnh sát đi rất là nhiều nha anh em. Nhưng mà ở Việt Nam thì ta thấy cũng khá là ít anh em chơi. Chắc có thể là do một phần về giá cả nữa. Thì bây giờ nó đã được ưu đãi khá là tốt rồi, chỉ còn có hơn 900 một xíu thôi. Đăng ký thì loanh quanh khoảng hơn tỷ xíu à. Thì anh em đã sở hữu được cái mẫu này rồi. Như ngày trước là nó khoảng 1 tỷ mốt đó. Và bây giờ hiện tại thì bản 2023 thì nó cũng đã 1 tỷ mốt rồi anh em. Nếu mà anh em nào có quan tâm về mẫu này thì có thể liên hệ cho Tài để sở hữu cái bản 2022, sẽ được trợ giá khá là tốt luôn nha anh em. Đó. Rồi thì nãy giờ Tài giới thiệu cũng khá là nhiều rồi, nhưng mà sẽ có một số anh em để ý là hiện tại thì showroom của Tài đang trống vắng một cái mẫu xe khá là đình đám của BMW Motorrad luôn. Đó chính là mẫu xe BMW S1000RR. Thì Tài bật mí luôn, thì tầm khoảng cuối tháng 5 này cũng như là đầu tháng 6 thì xe sẽ về hàng lại để phục vụ tất cả anh em. Thì hiện tại cái mức giá cho em nó ở phiên bản Ray, Ray đỏ và Ray đen thì sẽ có mức giá là 959 triệu đồng. Và phiên bản M hiện đang cao thì sẽ có mức giá là 1 tỷ 099 triệu đồng nha anh em. Thì để tới đó đi, Tài có xe Tài sẽ quay thêm cho anh em tham khảo một cái video riêng dành cho em nó luôn. Showroom của Tài thì ngoài việc trưng bày và bán cái dòng xe của BMW Motorrad ra, thì còn trưng bày thêm một số cái mẫu phụ kiện lifestyle dành riêng cho khách hàng của BMW Motorrad. Thì nhìn em có thể thấy thì phía bên góc bên đây thì showroom Tài có trưng bày thêm một số các mẫu phụ kiện cũng như là quần áo giáp. Đó, thì cũng khá là nhiều và đầy đủ size luôn cho anh em lựa chọn. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu về những cái món phụ kiện này thì có thể đến trực tiếp để trải nghiệm về nó nhé. Đó, thì hiện tại là showroom của Tài sẽ làm việc từ thứ hai tới chủ nhật luôn, từ 8 giờ sáng tới 7 giờ tối. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu
muốn tham khảo tất cả các dòng xe của BMW Motorrad cũng như là lái thử thì có thể liên hệ cho Tài qua số hotline là 0397679289 nha anh em. Thì showroom của Tài hiện tại đang tọa lạc tại số 56/9 Đại Lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thì video này Tài gửi đến anh em trước tiên là giới thiệu đến anh em một số cái dòng xe mới mà bên Tài vừa nhập về. Thứ hai là Tài báo cho anh em cái mức giá ưu đãi của từng dòng xe mà BMW Motorrad Việt Nam đang phân phối. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu thì có thể đến trực tiếp showroom của Tài nhé. Ok, bye bye anh em.